Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thông thương qua cầu Hồ là cầu Hồ Kiều, bắc qua sông biên giới Nậm Thi tới cửa khẩu Hà Khẩu, Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là thành phố nòng cốt lập ra khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, bao gồm vùng đất rộng lớn từ thành phố Lào Cai đến cửa khẩu Mường Khương. Chỉ mất vài phút làm thủ tục thông qua là du khách đã có thể qua được thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã góp phần to lớn trong việc giúp cho tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển về kinh tế và du lịch. Ngoài cửa khẩu quốc tế, du khách trong nước và ngoài nước nhìn thấy hấp dẫn bởi nhiều danh thắng trên địa bàn của thành phố cũng như của tỉnh Lào Cai. Cây này này thì đó là đất của Trung Quốc, thì hất lại vào trong là đất của Trung Quốc, một cái toàn biệt thự màu trắng điện cũng là của Việt Nam mình, không hiểu tại vì bên kia là bờ sông mà Hương ơi, và cái chính giữa của cái vị trí đây nó là ở giữa cây cầu, thì nó là cái ranh giới, nó có một cái vạch ngoài này như vậy là cái chỗ đó mà cái hình khác này là đi qua bên đó là Trung Quốc, không tính ở giữa cái cây cầu, cái cây cái đầu giữa cây cầu, vấn đề là trên cầu được chứ không đi được, phải qua được qua mai nó là chính giữa nhưng mà mình phải làm đập đây. Nhìn kiểu nhưng bé nó đẹp vậy, nhìn kiểu đây hai đứa nhìn hai bên bạn tình kiểu y cũ, kiểu y cũ, mình nhìn ông nhìn lên kia, tôi nhìn bên này. Đầu quanh bay. Thôi, giúp mình, tôi. Nè. Đối miền sơn sơn đà á cơ, xin nị thái chi thâu. 山绿水白云间，萦绕阿妹的笑脸，阿歌嘹亮的歌声飘荡天地间，点点滴滴洒落阿妹的心间，绵绵不断的春雨，代表我的情意，今天和你相遇。 幸福洋溢着甜蜜，阿妹不求富贵，只要哥哥的心，你我携手前进，十指连。